Các bạn đang đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Ban Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 2017 có nhiều nội dung chính như sau. Khởi tố vụ án chồng đoạt mạng vợ với 36 nhát dao. Bán tạp hóa dùng bánh kẹo dụ dỗ dâm ô bé gái 12 tuổi. Nguyên phó ban dân vận huyện ủy lãnh 6 tháng tù vì đánh bạc. Công chức hải quan thứ 3 bị bắt trong vụ hô biến 213 container. Phạm nhân trốn trại về thăm mẹ bị bắt. Bà Dinh Lúc tráo xe tẩu thoát giữa Bangkok. Và sau đây là nội dung chi tiết. Vâng, thưa các bạn, sáng ngày 13 tháng 9, Thượng tá Trần Trọng Sơn, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết, công an này đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku hôm ngày 9 tháng 9. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Diễm Kiều, 23 tuổi, ngụ tổ 17, phường Yên Thế, và nghi can là Nguyễn Tấn Thịnh, 34 tuổi, chồng Kiều. Chiều ngày 12 tháng 9, cảnh sát phát hiện thi thể người đàn ông nghi là của Thịnh dưới giếng nước tại rẫy cà phê ở phường Yên Thế. Hiện, đơn vị đang đợi báo cáo của công an thành phố về việc thi thể phát hiện có phải là nghi can Thịnh hay không. Nếu là Thịnh, thì đơn vị sẽ tiếp nhận hồ sơ để tiếp tục điều tra. Trước đó, tối ngày 9 tháng 9, hai vợ chồng Thịnh xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, Thịnh dùng dao đâm 36 nhát vào người chị Kiều, khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy chị gái bị gặp nạn, em gái Kiều vào can ngăn cũng bị Thịnh đâm vào chân. Sau khi gây án, Thịnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Vào sáng ngày 10 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy một con dao dưới giếng nước trong vườn nhà, nghi là hung khí dùng để gây án. Đến 15 giờ ngày 12 tháng 9, một người dân tổ 17 đi thăm rẫy phát hiện thi thể người đàn ông dưới giếng, cách nhà chị Kiều hơn 500m nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường thì phát hiện một ví tiền, bên trong có giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Tấn Thịnh, nghi can giết chị Kiều, cùng nhiều vật dụng cá nhân và một con dao. Cơ quan chức năng đã tiến hành vớt thi thể người đàn ông để khám nghiệm. Tại thời điểm vớt lên, thi thể đã phân hủy, bốc mùi. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. Cũng trong sáng ngày 13 tháng 9, thông tin từ lãnh đạo công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra hiện đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng TQB, 51 tuổi, trú tại xã HD, huyện Lộc Hà để làm rõ hành vi dâm ô với bé gái hàng xóm 12 tuổi. Trước đó, vào chiều ngày 12 tháng 9, người thân của cháu TTHN 12 tuổi ở cùng xóm với B tổ chức kéo đến nhà ông B để truy vấn việc cách đây hơn 20 ngày, ông này đã có hành vi dâm ô với cháu N. Tại trụ sở ủy ban, ông B đã thừa nhận cách đây hơn 20 ngày đã dụ dỗ cháu N vào nhà của mình để thực hiện hành vi dâm ô. Còn cháu N cũng kể lại là bị ông B dụ dỗ bằng bánh kẹo nên đã có hành vi quan hệ với ông này. Sự việc chỉ bị bại lộ khi cháu N kể lại sự việc trên cho một người bạn và người bạn đó đã báo cáo cho bố mẹ cháu N biết. Vào ngày 12 tháng 9, huyện ủy Tây Giang, Quảng Nam cho biết tòa án huyện này vừa tuyên phạt 6 tháng tù với ông Đặng Công Thuật, nguyên phó ban dân vận huyện ủy về tội đánh bạc. Theo cáo buộc, tối ngày 9 tháng 2, ông Thuật cùng 13 người đánh bạc với hình thức sóc đĩa tại nhà một người dân thì bị cảnh sát ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, cảnh sát thu hơn 90 triệu đồng. Huyện ủy Tây Giang đã đình chỉ sinh hoạt đảng với ông Thuật, cho biết sau khi bản án có hiệu lực sẽ xem xét hình thức kỷ luật. Các bạn thân mến, sáng ngày 13 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an đã tống đạt thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Lê Vũ Nam, công chức hải quan thuộc đội văn phòng chi cục hải quan khu vực 2, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi buôn lậu. Ông Nam được xác định liên quan đến vụ hô biến 213 container hàng tạm nhập tái xuất. Điều đáng nói là ông Nam được xác định đã bị điều chuyển khỏi bộ phận có trách nhiệm làm thủ tục kiểm tra, giám sát hàng tạm nhập tái xuất trong khoảng thời gian vụ việc hô biến 213 container hàng này xảy ra vào khoảng năm 2015. Vì vậy, việc ông Nam bị bắt đặt ra nhiều câu hỏi về việc ông là người trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan tới lô hàng này hay là người đứng sau giật dây. Đây là công chức hải quan thứ 3 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh bị bắt tạm giam có liên quan tới việc thực hiện các thủ tục quản lý giám sát lô 213 container hàng tạm nhập tái xuất, nhưng sau đó không tái xuất mà biến mất trên thị trường Việt Nam.
Vâng, thưa các bạn, sáng ngày 13 tháng 9, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Nguyễn Quốc Dũng, 27 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Dòng Trơm, Bến Tre, cho trại giam Long Hòa để xử lý theo pháp luật. Nguyễn Quốc Dũng đang chấp hành án phạt tù 2 năm tại trại giam Long Hòa, nằm ở huyện Bến Lức, Long An, về tội trộm cắp tài sản. Vào chiều ngày 12 tháng 9, trong lúc đang lao động, Dũng đã bỏ trốn. Ngay sau đó, trại giam Long Hòa liên hệ với Công an tỉnh Bến Tre cung cấp thông tin và tổ chức truy bắt. Đến 1 giờ 30 ngày 13 tháng 9 năm 2017, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bến Tre phát hiện và bắt giữ Dũng khi người này đi trên xe máy 62D1-41180 trên đường về chỗ ở của mẹ ruột tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Trên đường bỏ trốn khỏi trại giam Long Hòa khoảng 1 km, Dũng đã leo lên nhà tắm và đột nhập vào một nhà dân ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lấy cắp một laptop, một xe máy, 5 đôi bông tai, một đôi vòng đeo tay, một đồng hồ, một hộ chiếu, hai thẻ ATM, một giấy phép lái xe, một giấy chứng nhận đăng ký xe và số tiền 5,1 triệu đồng. Và sau đây là thông tin quốc tế. Sáng ngày 12 tháng 9, Phó Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Sivara Sanchi Bahamanaku đã hé lộ thêm thông tin chi tiết về cuộc đào tẩu của cựu thủ tướng Dinluc Sinawatra. Theo ông Sivara, đội ngũ thực hiện phi vụ đào tẩu của bà Dinluc đã sử dụng hai chiếc xe để đưa bà đến tỉnh Sakeo phía đông Thái Lan, sát biên giới Campuchia. Cảnh sát nghi ngờ bà Dinluc đã đổi xe tại quận Minpuri, Bangkok. Khoảng 20 phút sau đó, chiếc xe rời khỏi thủ đô Bangkok và đưa bà đến tỉnh Sakeo. Ông Sivara cho biết các camera an ninh ghi nhận có một phụ nữ ngồi trong chiếc xe thứ hai nhưng chưa thể xác nhận liệu đó có chính xác là bà Dinluc hay không. Các chuyên gia đang tiếp tục giám định những đoạn clip trên hiện trường. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bản tin ngày mai. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.